đi một mình chở được mấy lượt đồ về mà giờ vẫn còn nhiều nè. Đây, cốp sau rộng nhất trong phân khúc SUV midsize. Rồi nó ghế sau, cái này ghế gập lại để đồ nhưng mà mở lên để vô đây cũng được. Lót cái này để trở cái trầy ghế xe mới ngoài sau luôn. Nó bằng sau cũng leg room. Cái chỗ để đồ cũng rất là rộng phía trước luôn. Đó, đi một mình mà chở mấy lượt đồ về mà giờ vẫn còn nhiều. Rồi, chuẩn bị về quê thôi. Đầu tiên lên rước cậu ba tiên về, lên cho ba mẹ đường Hoa Nguyễn Huệ chơi luôn. Mini lần đầu đi Subaru chiếc đầu tiên. Đây khui rượu các bạn ơi, chai sake mua bên sân bay Chubu, miền Trung nước Nhật. Thèm lắm mà đợi tới giao thừa mấy ấy nè, nhưng mà sao mấy bạn Nhật này làm cứng quá, khui hoài không ra đâu. Đây, đẹp quá. Đây, ở trong cái gì vàng vàng không biết phải mạ vàng không, nhưng mà kệ đi, có vàng cho nó may mắn năm mới. Cheers. Lên xe về quê. Buồn một về nhà ngoại bà con ơi. Đây, mới lên trời nóng, mở mắt AC cho nó mát nhanh. Giờ trở lại bình thường đây. Chúc con mau ăn chóng lớn, học giỏi nha. Cảm ơn con. Rồi, chúc con năm mới vui vẻ. Đây, chúc con năm mới vui vẻ. Chúc con năm mới vui vẻ. Rồi, con chúc chú năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Má có dạ không? Má có vợ, má có bạn gái. Rồi, rồi. Chết rồi, má có vợ là chắc chắn năm sau có vợ luôn. Rồi, chúc mừng con. Cảm ơn con gái. Rồi. Chúc chú con năm mới vui vẻ. Ok, rồi còn hai cái cho chị luôn, tặng luôn, rồi đứa này luôn, mời chúc em mau sớm làm em dâu của anh. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, ok. Số 6. 2, 3. Hèo hà đồ ăn quá trời, lực lượng đông rồi, hết bàn ngồi, vài người phải đứng làm buffet rồi. Xin chào các bạn, đây là Sân Vận Động, huyện Gò Công Tây quê mình. Vừa mới đi chơi Tết với nhà xong. Thì hôm nay là mùng cuối cùng, ngày mai là mùng 9 rồi. Thì chắc hẳn các bạn cũng vừa mới xong kỳ nghỉ Tết, cũng gia đình ít nhiều cũng đi chơi đâu đó đúng không? Hoặc là chỉ quay quần với bên gia đình thôi. Thì Tết năm nay thì gia đình mình cũng đi được một vòng khá ngắn ở miền Tây. Đi xuống Cần Thơ, định đi xuống tiếp Cà Mau, Kiên Giang, Hà Tiên này nọ, nhưng mà cuối cùng thì ba mẹ bận nên chỉ kịp đi vòng vòng quanh đây chơi thôi. Nhưng mà năm nay thì có một người bạn đồng hành mới là bạn Forester 2023. Nếu các bạn nào có theo dõi tin tức ô tô hoặc là cũng thích yêu xe thì vừa rồi chắc cũng đã thấy bạn Forester mới ở triển lãm Việt Nam Auto Show, Motor Show.
ở SCC cũng như là đọc báo chí hoặc là xem những cái vlog của bạn bè hoặc là của mình vừa rồi đi Thái có chạy thử bên này. Thì nay được rinh một bạn về chơi Tết luôn. Đó thì cũng giới thiệu sơ qua một xíu, thì nãy giờ các bạn cũng xem một số hình ảnh mình cũng chạy thực tế trên đường rồi. Thì các bạn nào nếu có thể là không có nhiều bạn để ý tới cái thương hiệu này lắm, nhiều bạn còn nghĩ của Trung Quốc như, hay là xe của hãng nào, nhưng mà thật ra của Hàn hay là, nhưng mà thật ra là Subaru là một hãng thuần Nhật, trước đây giá cũng khá là cao nhưng mà giờ có lắp ráp bên Thái Lan nên giá nó còn xuống rất là thấp. Như cái bản này, bản 2.0 IL iSize là giá là 1.099 tỷ, thì có thể tiếp cận được rất là nhiều bạn, rất là nhiều hộ gia đình kiểu muốn một chiếc SUV đặt nặng cái vấn đề an toàn, tiện nghi, nhiều cái công nghệ hỗ trợ cho cái người lái mới cũng như lái cũ đi để hành trình khỏe hơn, thì đây là một cái lựa chọn rất là ok. Nãy mình vừa mới nói có cái iSight là một cái công nghệ mà đã được rất là nhiều giải thưởng của Subaru. Thì các bạn thấy đây, tại sao mình muốn nhấn mạnh cái này, tại vì ăn tiền của bạn Forester là cái này. Đây là hai cái stereo camera, nó nằm ở trên thì có thể nó hơi khuất một xíu. Bây giờ là cái bản mới nó sẽ nâng cấp, sửa đổi và nó sẽ đặt hẳn ở lên sát vô cái kiến lái luôn. Hồi xưa thì nó có một khoảng hở, thì bây giờ nó kín hơn như thế thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ nhìn được rõ hơn. Cho và cái iSight để làm gì? iSight là để hệ thống nhận biết cái những cái chướng ngại vật, cái hành trình phía trước, ví dụ chạch làn đường, rồi kiểm soát có thêm đi kèm với cái kiểm soát hành trình thích ứng. Ví dụ như mình tăng tốc, xe chạy theo xe phía trước, xe trước nó chạy thì nó chạy theo, nó dừng thì dừng, rồi nó khởi động thì nó sẽ chạy theo, rồi nó nhắc mình, rồi hoặc là phát hiện va chạm, nếu tốc độ như là dưới 80 thì có thể thắng lợi, nếu nó nhắm thắng được thì nó sẽ thắng luôn, còn nếu không nó sẽ tự đánh lái. Dĩ nhiên là nó sẽ quan sát bên tay phải có chướng ngại vật hay không, thì đó là một cái rất là hay. Nhiều khi các bạn đang chạy mà nhiều khi phía trước có, giống như vừa rồi mình mới đi cầu Mỹ Thuận á, kiểu kẹt xe miền Tây sau Tết bà con lên rất là nhiều, thì kiểu đang mọi xe đang nối đuôi nhau thì những phía trước nó thắng mà mình không có thắng được, thì mình thắng kiểu nhiều khi mình lơ đảnh hoặc là bởi buồn ngủ thì xe nó sẽ tự thắng luôn, nó sẽ phát ra cảnh báo và emergency braking á, rồi nó tự thắng luôn. Rất là hay đó. Thì và thêm nhiều cái tính năng khác cũng của iSight. Thì ngoài ra thì đó là cái mình muốn nhấn mạnh, tại đó là cái điểm mạnh của Subaru, cái mà mọi người mua Subaru là gì, cái iSight. Đây, về cái iSight đó. Thì ngoài ra thì cái đây là một cái bản mới. Thì thật ra nếu nói thật tình thì nó cũng không khác so với cái bản Forester đời trước mấy. Nhưng mà có một số cái thay đổi về ngoại hình, chẳng hạn như là một số cái ốp, những đường gân nó mạnh mẽ hơn. Cái cản gió, cái hút gió nó cũng làm khác đi một chút. Rồi đèn pha LED ở đây, đốt quảng này cái gì? Cái này là để dòi nó rửa kính đây. Rồi một số đèn sương mù ở dưới, đèn xi nhan hai bên, đèn LED chạy bên ngoài thì nó sẽ nằm ở đây, rất là đặc trưng, nhìn gương chiếu hậu nhìn từ xa là thấy ngay. Thì bên dưới đây là một cái động cơ boxer. Boxer là một, cũng là một cái điểm mạnh của Subaru. Thì đây là cái nó sẽ nằm đối xứng nhau và đặt rất là thấp để thứ nhất là gì, giữ cái trọng tâm xe nó luôn ổn định, kết hợp với cái xe bản SUV mà lại dùng cái body on frame, có nghĩa là cái khung gầm đặt ở trên cái khung gầm là cái khung Lobo platform rất là nổi tiếng, nên cả hai cái đó nó kết hợp với tạo ra một chiếc xe nó rất là đầm. Và khi mình phải đánh lái ôm cua, chạy tiếc là đường đồng bằng không có nhiều đồi dốc, không có nhiều cua gắt để mình có thể cảm nhận được, nhưng mà bữa qua Thái cũng có chạy thử rồi. Thì nhưng mà cái này, cái nếu các bạn nào mà review xe là muốn chạy thử test ride ở vùng cái vùng phía Bắc thì sẽ cảm nhận rõ hơn cái sự đậm chắc mà cái khung gầm Lobo platform, cái máy boxer đặt thấp ở dưới thì nó sẽ thể hiện rõ hơn. Một cái nữa, cái ưu điểm là cái máy boxer á, nó đặt thấp ở dưới để khi mà va chạm nó sẽ trượt xuống dưới chân của cái người lái và cái người ở bên ghế phụ. Thì đây là một cái đặc điểm rất là hay, nó sẽ hạn chế tối thiểu cái thương vong cho cái người cầm lái. Đây là một cái mà rất là nhiều người thích. Thì cái dao động mà kiểu như mấy giống mấy chiếc CS á, chạy cái động cơ nó đối xứng thế này, động cơ boxer thì nó sẽ triệt tiêu dao động lẫn nhau, tạo cho cái xe nó bớt vặn xoắn và nó sẽ đầm hơn rất là nhiều. Ở đây là cái mâm của bản này Forester 2013 là lên mâm 17 luôn, la dăng 17 luôn, vành 17, nên nó cũng tăng cái khả năng bám đường và để vượt qua chướng ngại vật, nhìn mới rất là đẹp. Nó được thay
ngầu hơn cái bản cũ. Rồi và không kể cái mà để đầm chắc nhất đó là nhờ cái xe nó có cái SRWD là các bạn dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng, mà cái này của bên Forester có thêm chữ S nữa là SAWD là Symmetrical on Wheel Drive, dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Rồi thêm cái Xmod nữa nên để đảm bảo là đi những cái đường đèo dốc hoặc là cái xe nó luôn đạt được cái tính ổn định cao nhất khi mà đường thẳng hay là đường đèo dốc hay là khi cần phải đánh lái. Nên tất cả những cái yếu tố đó cộng lại thì thật sự bữa cũng có chạy thử một số xe cái dòng SUV, thì sự cái sự cân bằng, cái sự điều khiển và cái sự tiện nghi cho khi đi những cái cung đường khác nhau, dù qua chướng hay dọc, phải nói là Subaru là một, phải tất cả mọi người đều công nhận là đỉnh, đỉnh của đỉnh đó, là không, không khó mà có chiếc nào qua được cái sự đậm chắc khi vượt chướng hay dọc, hoặc là khi cái khả năng mà chạy chạy nhiều địa hình như thế. Forester cũng kiểu thiết kế để cho những gia đình đi chơi xa thì có sẵn hai cái rắc ở trên mui để các bạn dụ cột đồ này nọ. Áo bách cũng có, áo bách nhưng mà có thể tháo ra để đẩy ngang nữa hay sao á, cũng chưa chờ thử chiếc đó bao giờ. Còn cốp thì có thể mở điện luôn đó. Và cái bản mới của bản 223 là có một cái là rất là hay là có hai cái móc ở đây. Nhiều khi bà con thì đi cắm trại hay là gì đó thì treo đèn, hay là nhiều khi quần áo dụ ủi xong rồi đó treo đây đi xin việc vân vân. Đây khung là khung rộng nhất trong cái phân khúc khung phía sau. Đây là xe SUV 5 chỗ đó, các bạn có thể lấy ra móc vào đây để đây là cái chỗ che đồ, thì đảm bảo là đủ chỗ để cho gia đình ví dụ 4 người hoặc 5 người đi chơi xa với nhau. Đây là rồi trong cái phân khúc thì cốp của Forester là rộng nhất rồi, thì có một cái ghế, một cái bánh sơ cua đặt ở dưới đây, kéo này lên là lấy được cái đồ để thay bánh đó, đóng mở điện luôn. Rồi đó. Đây giờ để mình mở cái nắp khoe cái động cơ boxer huyền thoại cho các bạn xem. Đây đây cái máy nó sẽ đặt ngang như thế này thì nó triệt tiêu dao động và nó đặt thấp xuống dưới. Thứ nhất là cân giúp nó cân bằng xe, thứ nhất là không hạn chế cái rung động, và trọng tâm càng thấp thì đánh lái nó sẽ càng chuẩn chỉnh. Nên và nếu giả sử được thiết kế nó có tai nạn thì động cơ ở đây nó sẽ trượt xuống dưới để nó hạn chế mà tác động vô cái phần thân người lái với ghế phụ, nên giảm thiểu thương vong đó. Động cơ boxer rồi. Rồi những cái tính năng thông thường ở trong những cái chiếc SUV hoặc là những cái chiếc crossover trong những cái hãng xe khác thì bạn Forester gần như đều có đủ cả. Và quan trọng hơn nữa, một cái điểm cộng nữa là ngoài những cái tính năng như là SRWD, rồi động cơ boxer, khung gầm Lowered Form, thì để cho cái việc đi xa nó khỏe, thì ngoài ra một cái điểm nữa để đi xa hoặc là sử dụng hàng ngày mà thấy nó nhẹ nhàng hơn, đó là cái tầm nhìn rất là tốt. Ví dụ các bạn có thể là đây, ví dụ góc chữ A rất là nhỏ nè, để hạn chế điểm mù. Cái gương chiếu hậu nó cũng nằm ở xa khỏi cái người lái để gần như là tuyệt tiêu hết tất cả điểm mù luôn. Không gian rất là rộng rãi, trần rất là cao. Mình cũng lùn lùn nên cũng không có cảm nhận lắm, nhưng mà các bạn nào cao leo lên sẽ thấy nó rất là thoáng, rồi các bạn tay á rất là thích. Rồi đây là cái giao diện thì khá là, thật sự thì nó khá là rối cho những bạn nào chưa chạy bao giờ. Ngoài cụm đồng hồ chính nè, nút trên vô lăng để chỉnh, bên đây là hành trình cruise control nè, bên đây chỉnh âm lượng, rồi một số ba cái nút để ở đây để điều khiển cái màn hình ở đây, rồi hai cái nút ở đây để vô số ảo nữa nè, rồi những một loạt nút ở đây, một số cái tính năng để mình ví dụ ghi nhớ vị trí cốp, rồi chỉnh sáng tối, rồi SRH để chỉnh cái đèn pha tự động như thế nào đó, rồi bên đây nút cửa không có vấn đề gì, rồi một cái màn hình phụ nhỏ ở đây nữa để xem một số cái thông tin, ví dụ như thay đổi đây đó, ví dụ như góc nghiêng, một số tính năng nào được tắt được bật, rồi thêm nút ở trên đây hai cái nút nữa để điều chỉnh tắt mở một số hai cái tính năng sai như là tự thắng khẩn cấp hoặc là cảnh báo chạch làn đường nè, rồi cần số ở đây, rồi nút Xmod chế độ ví dụ đi vượt qua đường khó nổi tiếng của Subaru là nằm ở đây, cần số đó. Nên cũng khá là nhiều cái chi tiết để coi, một cụm, hai cụm, ba cụm, bốn cụm, năm cụm, sáu cụm,
nút để mình vào ba cái màn hình để mình điều chỉnh, nên chạy bạn nào lên chắc cũng phải mất một thời gian để tìm hiểu, để quen với một số thao tác. Đây là hai cái iSight đây, lắp ở đây. Nó hàng ghế sau cũng rộng rãi, toàn bộ là bọc da hết. Nên thật ra là thực sự thì với tầm giá bây giờ, hồi xưa thì thật ra Subaru giá cũng khá là cao khi mà nhập Nhật nguyên chiếc, còn bây giờ thì nó đã bắt đầu nhập Thái, lắp ráp Thái Lan. Nhà máy Thanh Song là bữa mình ở gần Bangkok, bữa cũng may mắn là được vô tham quan, được xem dây chuyền lắp đặt. Thì đối với cái việc nhập Thái thì bây giờ giá nó chỉ còn khoảng, đây là bản cao nhất chỉ có 1.099.000, mà chỉ với giá 1 tỷ, vừa hơn 1 tỷ mà các bạn có thể có một chiếc SUV 5 chỗ, vừa có AWD dẫn động 4 bánh toàn thời gian nè, vừa có khung gầm low platform rất là an toàn, rồi cùng máy boxer đặt thấp trọng tâm ở dưới 5 chỗ, cốp sau rộng nhất trong phân khúc, rồi cái khoảng sáng gầm là lớn nhất trong phân khúc, rồi một số cái chi tiết này nọ các thứ nữa thì và đặc biệt nhất là cái iSight nó thì là hỗ trợ an toàn tuyệt đối cho cái người, cho những người lái, cho những thành viên trong gia đình khi mà cùng đi chơi với nhau, rất là tiện nghi khi mà đi chơi ở nhà cũng như là đi ra ngoài phố. Thì đây là một cái, thì khó mà có một cái đối thủ nào trong phân khúc đó mà đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Thì các bạn, đây cũng là một cái sự cân nhắc, nếu các bạn nào muốn mua chiếc ô tô đầu tiên cho gia đình, hoặc là muốn lên đời, hoặc là gia đình ai thêm một đứa nữa muốn một chiếc xe nó rộng rãi hơn, thì đừng ngần ngại, có thể ghé chạy test drive thử tại các đại nhánh, cái chi nhánh Subaru ở toàn quốc, để thử coi những cái mình nói có thực sự đúng hay không. Đây là logo Subaru đó, thì cũng may mắn là đầu năm được trải nghiệm một bản xe mới Ken Sabian, bản Subaru 2023, với những cái tính năng mà mình mới chia sẻ một chút, và cũng như cái hình ảnh thì về những cái chuyến đi ngắn gần gần ở miền Tây. Thì rất là hy vọng là các bạn thích cái video này, biết được thêm một số cái tính năng chính của bạn Forester, cũng như là xem cái chuyến đi của mình. Và hy vọng là có thể được gặp các bạn trong năm mới, cũng như là có thêm nhiều vlog trải nghiệm xe cộ, hoặc là những cái chuyến đi chơi linh tinh cho bà con. Xin cảm ơn và chúc các bạn một năm mới thật là vui, có đạt được, sớm đạt được những cái dự định của mình. Năm nay có thể là cũng sẽ một năm khó khăn rất cả mọi người, nhưng mà hy vọng mọi người luôn vững tin và chúng ta cùng cố gắng để chinh phục năm nay. Xin cảm ơn. Đây, tới lượt cậu ba biểu diễn. Cậu ba, còn bà này có đi không? Đi đâu đó. Ê, ê, rớt nước. Nhâm miền Tây chưa nghe. Giống mà Sơn. Trời, gần tới rớt trời.